xin chào mọi người, lại là em Quân đây. Thì hôm nay em Quân sẽ bóc phốt một xưởng xe ba bánh sản xuất xe ba gác gắn cần cầu. Sản xuất xe gì mà chất lượng mà đẹp mà nói chung là không có chỗ chê luôn. Thì bây giờ để mà biết được là tại sao mở đầu video em đã nói như vậy thì mọi người cùng theo chân em để xem hết cái video này và xem hết những cái chi tiết của con xe này để có câu trả lời chính xác về xe này có chất lượng có ok không như lời em nói nha. Thì đầu tiên bây giờ sẽ chạy thử con xe này để cho cameraman nó quay. Mọi người thấy em là phụ nữ mà chạy xe ba gác gắn cần cầu nó rất là dễ dàng đúng không? Thì mọi người thấy video của em hay và ok thì mọi người nhớ xem hết video này và bấm cho em một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh nha. Để nhà em có thể có động lực để ra tiếp những cái video, những cái mẫu mã xe ok nhất để giới thiệu đến cho toàn thể mọi người. Thì đầu tiên Caramel quay xung quanh xe này đi. Chiếc xe này thì em đóng và hoàn thiện và giao về cho anh khách ở Phú Yên nha mọi người. Màu sơn là màu thùng thì rất là bắt mắt và rất là ok, màu phong thủy luôn. Đấy. Nguyên cây đỏ. Cẩu thì anh khách yêu cầu sơn lại màu cho nó mới cho nó đẹp. Đấy. Giới thiệu lên đây này. Về phần đầu thì con xe này cũng sử dụng là phột độ giò gà mỗi bên là 3 ti. Mỗi bên là 3 ti, mai ơ thì được độ lại bằng sắt nha mọi người. Tất cả con ốc thì đều được lốc kê bằng hai con ốc. Thì về phần phục này mọi người đã thấy em quay rất là nhiều rồi. Đó. Cổ bi là xài cổ bi lớn, cổ bi 150. Đó, mọi người có thể thấy là cái phần cổ bi này rất là quan trọng vì nó giúp cho cái đầu lái của mình, nó đầu lái xe này nó nhẹ hơn. Cái cổ bi là xài bạc đạn thì nó sẽ tác dụng là nhẹ hơn đó mọi người. Đây, có kê góc này. Mọi người thấy khe góc cặp sắt đầy đủ hết đó, ốp rất là chắc chắn, rất là ok. Chìa khóa thì bình thường mọi người thấy là em hay độ chìa khóa lên cái mặt này đó, nhưng bây giờ là em độ ở đây luôn để mình dễ dàng mình sử dụng, mình bật tắt chìa khóa đó. Tay lái thì sử dụng tay lái vô lăng. Thì mọi người thấy là hồi nãy em chạy là nó rất là vừa tầm với bọn em, rất là vừa tầm với cả em ngồi thì nó rất là dễ dàng để mình đưa tay ra mình lái đó, chứ mình không phải với nữa. Đây là cái phần công tắc đèn, công tắc còi thì cũng độ lại ở tay này y như ô tô luôn. Về động cơ là sử dụng máy dầu Kubota 4 máy. Máy dầu Kubota 4 máy đã bắn hai cái cốp và hai miếng cách nhiệt ở hai bên này. Nó đỡ nóng chân mình và cả là nó an toàn hơn nha mọi người. Vai là sử dụng vai đôi này. Vai đôi uốn hộp 510 dày 3 ly. Có bắn một miếng bảo vệ cách nước ở đây để chống sỏi đá hay là cây kia nó đâm vào đây này. Đây là đèn đen nha mọi người. Đó. Thùng đồ nghề inox đi theo xe, thùng lớn mình tha hồ để đồ luôn. Còn cái cần này thì là cần số mạnh, số nhanh chậm. Quay xuống đây cho anh khách cho mọi người cùng coi này. Cái phần này là phần cổ bơ rụt gà đó, cần inox rất là ok đúng không mọi người. Cần cầu là xài cần Mazda 2.6 3 đốt. Mazda 2.6 3 đốt. Đây mọi người nhìn bên này thì cho nó dễ dễ hơn này. Cần Mazda 2.6 3 đốt nha. Đó. Lốp là sử dụng lốp đôi. Lốp đôi lốp 550-13. Mâm là xài mâm 6 lỗ. Mâm là xài mâm 6 lỗ rất là dày. Dè là xài dè inox, rất dày inox.
kế cục qua cái cần gạt lúc nãy em có nói mọi người là cần gạt số mạnh đây, là cái của cái cần cục này. Thì khi mà mình lên dốc, mình chở hàng, mình muốn đi nó khỏe hơn ấy, thì mình cứ gài cầu này lên, rất là ok, rất là nhẹ nhá. Cắt đăng là xài cắt đăng zin, cắt đăng của ô tô. Rồi. Đây, còn về phần chân này. Đây, còn về phần phía chân thủy lực sau thì bọn em đã độ lại, là mọi người thấy này. Đó, đây là ống dầu thủy lực đi rất là gọn gàng. Đây, quay cho mọi người cùng xem đây đi, Garamen này bên này này. Đó, mọi người thấy không? Đi rất thẩm mỹ, rất là tỉ mỉ, rất là sắc nét. Mọi người thấy. Đó, đây là cái ốp chân thì ốp đầy đủ hết, máng chân rất là to. Quay xuống dưới đây cho mọi người xem này. Bình thường nhà em làm có hai con bạc đạn thôi, nhưng bây giờ nhà em làm 4 con luôn. Thì để cho nó có độ rơ hơn, nó nhạy bén hơn nha mọi người. Lốc kê bằng hai con ốc này, đó. Về phần chân thủy lực thì cũng sơn màu đỏ. Cũng sơn màu đỏ luôn và đã bo ở bên ngoài rồi. Nó như là chân zin của mình luôn. Thì trong này là có chốt, mình cứ rút ra theo, mình cầu theo cái địa hình của mình thôi. Cái phần cầu là xài cầu Hyundai, cầu Trường Hải, cầu Hyundai 1 tấn 4. Đó, bây giờ Caramel bên lên để mà em quay. Đó, cầu là xài cầu Trường Hải 1 tấn 4. Đó, thấy không, chân thì là rất là chắc chắn và rất là ok. Cái kích thước thùng thì ngang 1m6, dài 2m2. Hai cánh này làm cao lên 40. Thùng thì có ốp Daisu. Ốp Daisu đầy đủ hết. Ốp Daisu chống đọng nước mưa. Hai cây trụ sau tự lưng là u âm sàn 48. Rất là chắc chắn nha mọi người. Đằng sau cũng vậy luôn. Đó, đằng sau cũng vậy luôn. Rồi, về khung sườn là sử dụng sườn hộp 3 ly, hộp 5-10 dày 3 ly chập đôi. Đó, phần này còn gác cầu là chập làm 4 này mọi người. Đấy. Chỗ đây là chỗ bắt cầu, là đã lốc kê bằng hai con ốc và con ốc rất là to luôn. Đấy mọi người thấy. Đó. Hộp số là sử dụng hộp số Porter đời 206 đời cao. Đó. Sử dụng là hai ti ben thủy lực đẩy 4 tấn rưỡi hàng. Và ở khung sườn thì em có bắn hai miếng cao su trải dài xuống tới kia, để khi mình hạ bên xuống thì nó rất là êm nhé. Thì mọi người có nhu cầu mua xe ba bánh, xe ba gác, xe hoa lâm, xe ba bánh gắn cẩu, xe máy dầu thì hãy nhấc máy và alo cho em Quân theo hotline là 0845 134 134, hoặc là kết nối Zalo 0845 134 134, thì em Quân sẽ tư vấn cho mình một mẫu xe rất là đẹp, rất là phù hợp công việc của mình và chất lượng nhất nha. Mọi người coi video của em thì đừng quên cho em Quân một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái video hay và bổ ích của nhà em Quân sản xuất ra nha. Mọi người xem video của em nhớ là bấm một nút like cũng như một lượt đăng ký kênh để nhà em có động lực ra tiếp những cái video hay và bổ ích cho mọi người xem nha. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo cho em hoặc là để lại số điện thoại ở cái video này thì em Quân sẽ liên hệ và tư vấn cho mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.